Morning. Để đổi gió, năm nay ba chị em chúng mình rủ nhau đón Tết từ xứ sở mặt trời mọc, hạ cánh từ sân bay Kansai vào lúc mưa vô rủi sáng. Theo như lịch trình, chúng mình có nửa ngày đưa quẩy từ Osaka. Do cũng không phải lần đầu đi Nhật cho nên hầu hết thời gian chúng mình được tiêu ở khu phố Dontobori. Phải nấu rồi mâm từ đầu đường đến cuối ngõ luôn. Welcome to our street food tour. Món đầu tiên phải giới thiệu là lão đại của Osaka street food, takoyaki. Món này mình biết ở Việt Nam cũng có bán nhiều, nhưng mà tin mình đi, khác xa một trời một vực. Một hộp 6 viên tầm 1,000 yên nha. Trời bên ngoài lạnh ngắt, mấy viên takoyaki nóng hổi lại còn cảm giác toạt nước. Má má này hạnh phúc quá đi mất. Takoyaki đã xong, giờ tới bánh đồng xu. 500 yên một cái, bánh nóng hôi hổi, vỏ mỏng giòn, bao bọc bên trong là phô mai mozzarella kéo sợi, mâm rất chi là thỏa mãn. Ngay trung tâm của khu phố Dontobori có một hàng chuyên bán cua mà nổi tiếng nhất và nói đến chính là bánh bao cua. 500 yên một cái, 4 giờ mới mở bán mà 3 giờ rưỡi đã có một hàng dài chờ sẵn rồi. Khẩu cảm toát nước trong mỗi cái cạp. Thịt cua tươi cực, mâm kèm với sốt mayonnaise trộn mù tạt, hai chữ thôi, xuất sắc. Có con rồng uốn lượn trên bảng hiệu là một hàng mì ramen khá nổi tiếng ở đây. Khách hàng mua mì với máy bán hàng tự động, vô tình phát hiện hai bạn đồng hương đang đứng bếp. Mình mua tô nhỏ chỉ có 800 yên thôi mà cái tô bự gần gấp đôi cái mà. Sợi mì ramen mềm dai, thịt thà thì bao no, nước dùng chất đó nhưng mà mặn quá. Giờ đi mâm tráng miệng hen. Đây là một cửa hàng đồ ngọt chuyên các món kết hợp với dâu tây. Mà đã nói đến dâu tây Nhật thì bư con căng mọng đã lành, ngọt liệm luôn. Ai bánh su kem ha? Tấp vô tấp vô. Bánh su kem ở đây tạo hình của te phô mai que thì khỏi phải nói rồi. Hương vị để chọn lựa cũng nhiều quá trời. Vỏ bánh mềm xốp, nhân kem thanh nhẹ mượt mà, vị cũng không quá ngọt. Bởi vì phải còn quay lại cho nên tạm dừng street food tour đây hen. Hẹn gặp lại vào kỳ tới nè.